Hoàng Quân xin được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thảo luận về kiểm soát nguy cơ đụng độ Biển Đông, các học giả tham dự hội thảo Biển Đông lần thứ 12 diễn ra Hà Nội vào ngày 17 tháng 11 đưa ra các khuyến nghị về biện pháp phòng tránh đụng độ tại khu vực Biển Đông. Nhận định cho rằng nguy cơ xảy ra đụng độ trên biển thời gian tới ngày càng cao do cạnh tranh giữa các nước gia tăng. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin và nêu rõ một trong những biện pháp quan trọng được nêu lên kêu gọi các bên liên quan tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tham gia chấp hành các điều ước thỏa thuận quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro. Dự luật hải cảnh mới của Trung Cộng cũng được các học giả đề cập đến với các quan ngại rằng lực lượng hải cảnh Trung Cộng có thể được phép sử dụng vũ khí nhắm vào tàu nước ngoài ở các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hơn nữa, hải cảnh Trung Cộng thời gian qua đã có những hành vi gây rối tấn công tàu thuyền của ngư dân các nước khác. Ngành du lịch Việt Nam hiện thiệt hại đến 23 tỷ Mỹ Kim do COVID-19. Ngành du lịch Việt Nam năm 2020 ước tính thiệt hại lên tới 23 tỷ Mỹ Kim do chịu ảnh hưởng của COVID-19 gây ra. Báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết như vừa nêu tại lễ khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam ngày 18 tháng 11 và loan tin cùng ngày. VITM Hà Nội 2020 có chủ đề chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam. Và qua đây, ban tổ chức khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội chợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn kết với thực hiện việc chuyển đổi số để du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các năm tới. Đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết chuyển đổi số sẽ thay đổi bản chất của ngành du lịch trở thành ngành công nghiệp dịch vụ số và rằng cần thúc đẩy sớm quá trình này để giảm thiểu thiệt hại của doanh nghiệp và ngành du lịch. Việt Nam tụt 13 bậc xếp hạng năng lực tiếng Anh. Một công ty đào tạo ngôn ngữ quốc tế cho biết Việt Nam đã giảm 13 bậc chỉ số thông thạo tiếng Anh EPI do EF Education First thực hiện. Báo trong nước loan tin hôm ngày 18 tháng 11 2020, điểm trung bình EPI của Việt Nam là 743 trên 800 trong năm 2020. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam bị xếp vào nhóm có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp theo bảng xếp hạng các quốc gia và khu vực có kỹ năng tiếng Anh lớn nhất thế giới. Bảng xếp hạng dựa trên các cuộc khảo sát được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến với sự tham gia của khoảng 2,2 triệu người lớn tới từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Anh, không phải là bản ngữ. Ở châu Á, Việt Nam đứng thứ 65 trên toàn cầu, giảm 13 bậc so với hạng 52 vào năm ngoái. Ba quốc gia có thứ hạng cao nhất ở châu Á là Singapore thứ 10, Philippines thứ 27 và Malaysia thứ 30. Nhà máy Foxconn của Việt Nam đã xuất xưởng lô màn hình đầu tiên. Nhà sản xuất điện tử Foxconn của Đài Loan trong tuần này cho ra lô màn hình hiển thị đầu tiên sản xuất ở nhà máy trị giá 26 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam. Reuters dẫn tin vừa nêu theo thông báo của chính phủ Hà Nội cho biết ngày 18 tháng 11, hầu hết 20.000 màn hình được sản xuất mỗi năm tại nhà máy Foxconn ở tỉnh Quảng Ninh là để xuất cảng. Việt Nam, một quốc gia 96 triệu dân, trở thành cơ sở sản xuất quan trọng trong các công ty như Samsung Electronics của Nam Hàn cho đến LG Electronics sau khi chính phủ ký kết một số hiệp định thương mại tự do. Việt Nam cho biết Foxconn sẽ mở rộng nhà máy Quảng Ninh vốn đã mất một năm để xây dựng, nhằm đạt mục tiêu sản xuất 1 triệu màn hình hiển thị và TV với tổng doanh thu xuất cảng khoảng 250 triệu Mỹ Kim vào năm tới. Và nối tiếp là phần tin đời sống. Congo tuyên bố thoát khỏi dịch Ebola. Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Tư ngày 18 tháng 11 thông báo nước này đã chính thức thoát khỏi đợt bùng phát dịch Ebola ở miền Tây nước này, khiến cho 130 người nhiễm bệnh và 55 người thiệt mạng. Đợt bùng phát theo đó khởi điểm vào tháng 6, ngay trước khi Congo tuyên bố kết thúc đợt dịch Ebola riêng biệt ở phía đông, giết chết 2.200 người. Giám đốc Phi Châu của Tổ chức Y tế Thế giới Matshidiso Moedi cùng ngày đã tweet cảm ơn tất cả những người tham gia chăm sóc các ca bệnh, thường là các cộng đồng vùng sâu vùng xa và những người đã cung cấp dịch vụ điều trị và dịch vụ tiêm chủng. Xin nhắc lại, Congo đã hứng chịu 11 đợt bùng phát Ebola kể từ khi virus này được phát giác gần sông Ebola vào năm 1976, nhiều hơn gấp đôi bất kỳ quốc gia nào khác. Bản tin giải trí nổi tiếp cho biết Michael B. Jordan là người đàn ông quyến rũ nhất 2020. Nam diễn viên Michael B. Jordan đóng ác nhân trong phim Black Panther được vinh danh tại cuộc bình chọn Mỹ Nam thường niên.
Ngày 17 tháng 11, tạp chí People công bố kết quả bầu người đàn ông quyến rũ nhất 2020 trên talk show của Jimmy Kimmel. Michael B. Jordan xuất hiện trên chương trình mặc một bộ đồ bảo hộ y tế nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức phòng dịch của người dân Hoa Kỳ. Anh cho biết rất cảm kích và cố gắng tìm kiếm nhiều niềm vui nhất có thể với danh hiệu này. Michael B. Jordan sinh năm 1987 tại California ở Hoa Kỳ. Từ nhỏ làm người mẫu và được gia đình định hướng xây dựng sự nghiệp trong làng giải trí. Vừa rồi là chương trình tin tức thời sự buổi tối. Kiều Trâm và Hoàng Quân cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Xin kính chào và xin hẹn lại quý vị vào những chương trình tin tức tiếp theo.